Hân hoan chào mừng toàn thể vị khán giả đang đến với chương trình giao lưu hát với nhau tại sân khấu ca cổ nhạc Biệt Dường hôm nay. Lời nói đầu tiên cho phép Nguyễn Văn Lên thay mặt những người thực hiện chương trình gửi lời chào trân trọng và thân thương nhất. Kính thưa toàn thể vị, nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích thiết thực lành mạnh vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần tại sân khấu ca cổ Biệt Dường 448 đường Giang Sông Hậu, ấp Hội An, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh lại được sáng đèn để phục vụ toàn thể quý vị khán giả xa gần. Và quý vị yêu thích chương trình, đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube ca cổ Miệt Vườn, ca nhạc ca cổ Miệt Vườn và giới thiệu chia sẻ cho nhiều người cùng theo dõi. Kính thưa toàn thể quý vị, nhằm góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam, dòng cổ cải lương là cái nơi được nhà nước công nhận là văn hóa phi vật thể của quốc gia. Và trên tinh thần đó, chúng ta cùng gắn kết với nhau trên một sân chơi nghệ thuật bổ ích và đầy ý nghĩa này để cùng góp phần phát huy bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Kính thưa toàn thể quý vị, và chính vì thế, trong suốt hơn 7 năm qua, chương trình ca cổ Miệt Vườn lại được sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành từ quý vị, cô chú, anh chị, khán giả xa gần. Nhớ đừng quên đóng góp ý kiến để cho chúng tôi, những người làm thực hiện chương trình, ngày càng hoàn thiện hơn, để mong muốn đem đến niềm vui cho tất cả mọi người sau những ngày lao động mệt mỏi. Kính thưa toàn thể vị, và để mở đầu cho chương trình ca cổ Miệt Vườn ngày hôm nay, Nguyễn Văn Lên xin được mời vị cùng thưởng thức một sáng tác của soạn giả Thế Châu, lớp chính đoạn trong vở tuồng cải lương được mang tên Truyền Tình An Lộc Sơn. Và với lớp chính đoạn này, chúng ta sẽ được lắng nghe và tiếng hát của Hoàng Nguyên và Kim Trúc. Thầy Trần Giang Quân, Thầy Trần em vẫn em chỉ có mấy hôm mà anh ấy nhớ em vô cùng, cũng nhớ chàng ghê vậy đó. Thầy Trần ơi, qua người huyền hôm nay khoe sắc thắm như muốn chia sớt niềm vui của giai nhân và danh tướng được và với tình đôi ta, với tình nụ hoa tươi gió đưa như cả mưa, hương tỏ ngát ngây rung rẩy những tơ đàn câu rộng dáng dài cho
ơi, nàng hãy dắp cánh hoa tim vào giấc thương, nằm ngang ngực trang dùng tương. Xin hãy coi như lời ước quyền của các thiền quyên hội ngộ đơn anh. Mỗi nhát luôn dung tay sẽ thêm sức mạnh cho dùng ngọn lửa tình rừng rừng cháy. Thank you.
gì đây khi tay trong tay nghẹn sầu tương hồi. Rồi đây dấu cổ điêu phong túc mã sẽ cúi đầu đi mãi miết rác mặt xương gieo mà tưởng chừng như đang ngước lệ. Một võ tướng mang di học đồ đau khổ, yêu tuyệt tình một nhan sắc trường an. Rồi mai đây nàng ta thước ở cung sông, ta thơ thần chốn xưa tìm kỷ niệm. Luôn những dấu chân tình thời qua ngắm, nhà gió ương tư quằn quại tóc tư lực xuôi tay chờ phần xưa. An Lộc Sơn này sẽ chung